ơi. À, sập, 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 sập cổng, sập cổng. Em. Anh Năm. Bé Bảy. Anh Năm. Em. Năm ơi. Bé Bảy. Tràn như gió mây đến bên em. Con tung bụi mù về thiên thu. Trời ơi, tại nhức đầu sao mình em trời nhức đầu quá vậy trời ơi. Tự nhiên mà mình hát bài này anh có cảm giác anh giống Kim Tỏa quá. Bảy. Hả? Anh là Ngũ AK. Còn em là ai? Em là Hàm Hương. Ôi sao nay đẹp quá vậy? Đẹp không? Rồi mặc áo chim cò màu vàng đồ lè lẹt cưng vậy? Ừ. Quay vòng coi. Trời ơi, anh nói cho em nghe nha, cái xóm này không ai đẹp bằng em luôn đó. Phải không? Em mà đẹp trùm ở đây luôn đó. Phải không? Phải. Bây giờ là mình đẹp rồi, mình đổi tên đi. Tên gì? Em là tên Bảy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đặt tên là Xe Dành đi. Xe Dành. Xe Dành, đúng rồi, Xe Dành là Bảy đó cưng. Ủa vậy em tên Xe Dành, còn anh là anh tên Phai hả? Đúng rồi, anh là anh Phai, Xe Dành Phai. Sang quá à, tên mình sang quá à. Dễ thương quá, hai đứa mình như là trời tiên đồng ngọc nữ, nó đâu mà xứng nữa mà vừa đôi giữa. Đúng biết. Rồi, em thì đẹp nè, anh thì cũng đẹp trai nè, dễ thương, ga lăng nè. Nguyên cái xóm này ai cũng yêu quý anh hết trơn á trời á. Tự nói hồi cái đứng hai đứa đứng giữa nắng mà khen qua khen lại nó kỳ quá. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu cái gì vậy? Bắt đầu đi. Thì bắt liền đi, nói hoài. 2, 3. Nắm tay nhau trên đường, tung tăng vui ca ngày tháng. Trời ơi, hẹn hò nhau, nắm tay nhau trên đường tung tăng như cá ngày tháng nữa. Quá lắm rồi, cái này là không được. Trời ơi trời, nghĩ sao cái thân hình mẫm mỉm như tôi, dễ thương như tôi mà không quen. Đi thích một cái thằng dai u thịt bắp. Được lắm, bảy ơi, tám sẽ đoạt bảy về, vào tay của tám. Kỳ này bảy sẽ về tay của tám, còn thằng cha năm vui sẽ trở thành năm buồn hiu. Nắm tay nhau trên đường tung tăng. Nắm tay nhau trên em. Gì vậy? Xem vô duyên quá vậy cưng. Gì vậy? Sao mà anh cất cái giọng hát của anh lên là em ho là sao vậy? Hồi nào nãy giờ em có nghe tiếng no ho gì đâu. Em không nghe đúng không? Không nghe. Coi nè. Nắm tay nhau trên. Ồ không phải em à? Không phải em. Vậy là ai? Để. À trời. Hả? Anh ơi, em thấy cái tiếng ho này quen lắm. Ê. Hả? Tôi ho đó. Ai vậy? Tôi nè. Tám nè. Trời ơi. Ho heo. Cái gì mà đứng lù lù trống vậy? Thì đứng đây ho vậy làm gì? Sao vậy? Sao vậy em đứng mình trống vậy? Ừ thì hứng thì đứng ở đây cho nó gió máy để ho. Thôi. Ho vậy thì anh về nhà nghỉ đi. Đúng rồi, ở ngoài lát hả trúng gió. Ê, cha năm vui kia nha, nãy giờ chù ẻo tôi hoài nha. Nha. Không, tôi nói thiệt nó. Hỏi gì? Về vô nhà đi. Tôi không có cần ông hỏi, tôi cần người ấy hỏi tôi thôi. Rồi bây giờ làm sao? Rồi sao cái gì? Tại vì tôi ra đây, tôi chặt cây mà định đem cây phơi có khô rồi chẻ nhỏ rồi nhóm củi mà cây nặng quá trời. Ê, hình như ông nói chuyện không được tự nhiên đúng không? Hình như giống cụ tích quá vậy. À, nói chung là tại vì cây đó bị chặt ra để phơi khô nhưng mà cây nặng quá, không ai phụ vậy thôi. Phụ không? Anh nổi tiếng là người hay giúp người ở đây. Thôi, qua phụ em nha. Dạ. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng hát. Dấu chân xưa ghi lại. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng hát. Đây, giờ đây. Tôi, qua đây Năm, qua đây. Qua đây Năm ơi. Thôi cái gì mà kêu cái cây mà sao mà quyền bí quá vậy? Thôi cái gì đâu thì cái tính tôi vui vẻ nó vậy. Qua đây phụ tôi coi. Rồi trời, anh em không mà, để tôi giúp. Khoan. Hả? Những cái chuyện nặng nhọc này anh phải để cho em. Trời ơi. Ê. Để cho em sẽ chứng tỏ cho mọi người biết rằng phụ nữ không hề yếu đuối, phụ nữ vẫn mạnh mẽ như đàn ông. Hãy để cho em. Hay quá, đỡ, ai, 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 ai
Sập hố. Sao trong sao có cái hố vậy? Sập hố. Thì kiểm tra coi anh có gãy giò, gãy chân gì không anh? Chứ làm cái gì mà tự nhiên con ngồi thỏm trọng vậy? Ngồi thỏm gì? Sao con lớn rồi mà thích chơi nhà chòi vậy anh? Chơi nhà chòi gì? Bị sập cái hố này là do ông á. Cái gì vậy? Em thấy rõ ràng là anh bị lọt xuống chứ anh đâu có đẩy anh xuống đâu. Tự bà xích ra đây, bà xích ra đây. Bà đứng hồi nữa cái cây nó chọn ở trong đầu bà bây giờ. Tôi làm cái hố này là tại vì tôi muốn mà bậy vậy với tôi. Tại tôi thấy ông á, ông đi với bà hoài mà trong khi tôi mê bà, tôi phải làm vậy để cho ông sụp vô đây, ông bẻ mặt ông. À trời ơi. Trời ơi, không ngờ trái nhà mới lòi lại cái mặt chuột. Đầu hai thứ tóc rồi mà nghĩ sao mà chơi cái trò con nít như vậy. Hàng xóm láng giềng phải yêu thương đùm bọc nhau chứ. Đó, ông kêu tôi qua rinh cái cây cho ông, tôi cũng chạy một vòng tôi qua tôi rinh cái cây cho ông. Mà qua đây ông nở lần nào ông gài bẫy tôi, ông chơi như vậy được á hả ông? Tôi làm vậy cho ông bẻ mặt, rồi lúc đó tôi mới qua tôi dè dãn bẫy chứ. Dè dãn cái gì ông thấy không? Cuối cùng ông đào đã ông lọt vô chứ ai. Đó. Ui da cái gì? Anh ơi, cái này hồi đó em được học là cái này gọi là cái gì đó quên rồi. Gãy ông, đập lưng ông. Đúng rồi. Ui da. Tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Trời ơi, trời ơi.